Cái này thấy cái nồi cá dầm được nấu bằng cá bò và cá cờ rất là đã mắt, bởi những cái nguyên liệu như hành tây nè, cà chua nè, hành nè. Đó, các bạn có thể thấy chủ và đầu bếp liên tục múc cho khách. Rất là đông. Đây là con đường ngôi từ của thành phố Nha Trang nha các bạn, gần chợ số mới. Con đường này là con đường một chiều. Hôm nay chúng ta sẽ đến với con đường ngôi từ của thành phố Nha Trang để thưởng thức món bánh canh và bún cá, bún sứa, bánh mì xíu mại nguyên lon nổi tiếng của thành phố Nha Trang. Đây là quán bánh canh bún cá nổi tiếng nguyên lon tại số 123 Ngô Gia Tự, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang. Quán rất là đông khách, rất là nhiều khách đoàn và khách du lịch. Cho bị nguyên lon em. Đây là bánh pate xô nè. Rồi cho bị nguyên lon mình ơi. Đây. Con nghe em đi ơi. Con nghe xuống đi hết nè. Một nồi bún cá rất là to. Rồi bốn xe rồi, mẹ nó dầu quá. Đây là cá trẻ. Ở đây là hành phi và tôm mỡ phi sẵn nè các bạn. Đây là rau. Đây là cái nồi nấu cá dành cho bún cá và bánh canh sẵn. Đây. Nồi nước lèo của bún cá. Các bạn có thể thấy là khách ăn xong rất là đông và đa số là khách du lịch. Đây, các bạn có thể thấy khách từ mọi miền đến quán bún cá nguyên lon rất là nhiều. Đây, nhân viên đang mang gia vị để cho đầu bếp. Đây là thay gia vị của quán bún cá bánh canh nguyên luôn. Đây, bạn có thể thấy đây là ớt dầm này, bún tôm này, hương vị không thể thiếu của món ở miền biển. Thì món bánh ngọt tốt này, là được mắm vị và rau, thành là muỗng đĩa và cả những chén nhỏ để sẵn cho khách có thể pha nước chấm. Đây là một bàn khách du lịch ghé ăn bún cá vừa. Đầu bếp đang gợn cái bọt của cái nồi chả cá dầm, nồi súp cá dầm để cho món bún cá và món bánh canh nó ngon hơn. Đây, một cô đầu bếp đây các bạn. Cô ơi, quán mình bán từ mấy giờ sáng con? 5 giờ sáng, 10 giờ đêm. Dạ, bán nguyên ngày à, nguyên... Dạ, dạ. Đây, cô, giá trung bình của mình là bao nhiêu một tô cô? 35. Dạ, rồi con cảm ơn cô. Đây, khách du lịch đang ghé quán ăn. Đây đầu bếp đang múc những cái bọt của cái nồi bún cá để mà cho nồi cái hệ trong và ngon hơn. Tô này là tô gì cô? Tô bún sứa đặc biệt em. Tô này là bao nhiêu tiền con? 35.000 tô. 35.000 tô bún sứa đặc biệt nha các bạn. Đây, thì phục vụ mang món cho khách. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chế sẵn và được trùng lại bằng nồi nước đun sôi. Đó. Và sẽ được thêm gia vị chả cá. Xong sẽ múc cái cá tươi trong cái nồi nồi cá tươi nóng. Đó các bạn ơi, đấy. Và lâu. Đây là cái gì cô? Bánh canh em. Ở đây là bánh canh bồ gạo em cô. Đây. Cô đầu bếp đang làm một cái tô bánh canh bồ gạo cho khách này các bạn. Cô đeo bao tay vô rất là sạch sẽ. Rồi. Người của người nhà của quán sẽ đứng bên ngoài và tiền luôn, múc cho khách để cho nhanh. Bạn có thể xem cận cảnh, chỉ bỏ gia vị và múc bánh canh. Một tô như thế này thì bao nhiêu tiền chị ha? 35.000. Đây là có giá chuẩn là 35.000 nha các bạn. Đây là món bánh canh bột gạo. Bánh canh bột gạo chả cá. Bánh canh ở đây là phải ăn với hành phi rồi phải ngon. Đây. Đây món xíu mại, bánh mì xíu mại của quán Nguyên Loan đây các bạn. Đây đầu bếp đang múc xíu mại. Chị đang thêm rau và dưa. Đó các bạn, hành phi và tóp mỡ nè. Thêm một cái đây những thực khách đang ăn bún cá và bánh canh Nguyên Loan. Đây, để mới ăn bánh mì xíu mại. Đây, rất là đông khách du lịch. Đây. Đây là món bánh mì xíu mại nè các bạn. Đây. Gia vị với lại những vật dụng của quán để rất là ngăn nắp và sạch sẽ. Là cái bảng giá của quán Nguyên Loan. Bánh canh chả chả cá dầm, bún cá chả cá, bánh mì xíu mại và đặc biệt là hủ sứa chả cá dầm này có giá 35.000 các bạn. Kèm theo là rất là nhiều thức uống, giá từ khoảng 7.000. Còn đây là món bánh mì xíu mại được khách gọi. Đây, đầu bếp đang làm và nhân viên sẽ bê món ra cho khách. Khách rất là đông nha các bạn. Khách có gọi có thể gọi cho sở thích của mình. Là toàn cảnh quán bánh canh bún cá nổi tiếng Nguyên Loan tại số 123 Nguyễn Văn Từ, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang này các bạn. Các bạn có thể thấy đây là toàn cảnh quán. Cho một đậu này đi chị Lan ơi, cho bốn. Sáu đi về. Đây là rau hỗn hợp và rất là nhiều rau xà lách và cả giá và cả bắp chuối non được thái mỏng, được trộn với nhau rất là đều nha các bạn. Đây là bánh canh bột gạo được làm sẵn đây. Và bên cạnh đây là sứa được làm sạch sẵn và để sẵn để khách gọi là có thể thêm vào món ăn cho khách liền. Khách liên tục của cái lượng khách của quán Nguyên Loan rất là lâu, rất là nhiều. Có thể bán từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm các bạn. Để khách rất là đông. Rồi, cá Nguyên Loan đây các bạn. Cá mình để sẵn trong nồi cho nó nóng.
gọi là cái dòng. Đây là con của cô chủ đang múc bún ké cho khách đây các bạn. Chị ơi, cho em hỏi là cái tô chị đang cầm giá nhiêu ạ? 35 ngàn. Mình quán mình bán được bao nhiêu năm rồi chị ạ? Bán được 30 mấy năm. Là 30 mấy năm rồi ạ? Đây, cô phụ bếp đang bỏ thêm cái hành phi và tóp mỡ. Khách của quán Nguyên Loan rất là đông, khách du lịch các tỉnh đổ về Nha Trang đều tới đây thưởng thức nha các bạn. Đây, các bạn có thể thấy. Chị ơi, cho em hỏi là cái cá mà mình hay nấu cá dầm mà cái nồi đó là mình thường nấu bằng cá gì chị ạ? Loại cá cờ hoặc là cá bò. Cá cờ hoặc là cá bò hả chị? Mình quán mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị ạ? Bán từ 6 giờ sáng tới 11 giờ đêm. 6 giờ sáng tới 1 giờ đêm. Bán nhưng mà 1 năm luôn không nghỉ ngày nào hết. À. Nhưng mà 5 giờ là mình đã dọn ra rồi chứ? Dạ, 4 giờ mình đã dọn ra rồi. Mở đi. Đây là cá bò và cá cờ nấu trong cái nồi nhung nhung. Rất là to của quán Nguyên Loan các bạn. Các bạn có thể thấy đây, rất là nhiều cá. Đây, khách du lịch đổ xe để vào quán bún cá Nguyên Loan, số 123 Ngô Gia Tự, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang để thưởng thức món bún cá dầm. Đây, khách du lịch đang vào quán. Quán gần full hết bàn rồi các bạn. Khách đổ bàn rất là nhiều. Đây, khách du lịch đang ghé vào ăn bún cá bánh canh cá dầm Nguyên Loan các bạn, rất là đông. Bánh canh và bún cá dầm Nguyên Loan với giá là 35 ngàn tô. Các bạn có thể thấy khách rất là đông rồi, liên tục có thể bán từ 5-6 sáng tới 10 giờ 10 rưỡi đêm. Khách du lịch các nơi đổ về ăn rất là đông. Đây, đầu bếp đang múc tô bún cá cho khách. Hiện giờ người phụ sẽ mang cho khách đẹp, để thấy rất là nhanh. Đây là bánh mì cá chả hoặc là xíu mại cho khách mang về các bạn. Đây, tụi em đang làm một ổ bánh mì bao nhiêu tiền con? 20 ngàn một ổ bánh mì chả cá hoặc là xíu mại mang về. Đây các bạn, đây các bạn. Các bạn nhận được thôi, bạn nhận được không?
Đây là ngã tư Trịnh Phong, Ngô Gia Tự của thành phố Nha Trang các bạn, phường Tân Lập, là quán bún cá dầm, bánh canh cá dầm nha. Nguyên Loan rất là nổi tiếng, rất là đông khách du lịch. Các bạn có thể thấy đầu bếp làm việc liên tục và những nồi nước lèo rất là to, và cả gia vị cũng rất là nhiều, từ cá chả cho đến xíu mại cho đến chả bì và rau. Đây. Bánh canh, một gạo, một gà rau. Đầu bếp đang bỏ cái bánh pate xô. Bánh này bao nhiêu một cái vậy hả? 7.000 một cái bánh như thế này các bạn. Khách ở đây tới ăn bún cá và bánh canh cá dầm, xong rất là hay mua cái bánh này mang về cho con ăn cho được. Cho chủ nào xin 51 con chạy luôn bánh canh đi. Đây là cô Loan, chủ quán này các bạn, bán hơn 30 năm rồi, đang dùng bao tay ni lông để mà bỏ bún cho những cái khách rất là đông ở trong quán đang chờ. Đây, tô bún. Một ngày mình bán khoảng bao nhiêu kg bún của cô Loan à? Tùy theo con. Những ngày cuối tuần này thì bán khoảng được mấy trăm ký con? Ngày cuối tuần hả? Dạ. Cuối tuần thì ngày có thể 150, 170. 150, 170 kg. Còn làm mình bánh canh thì 60 kg. Dạ. Cô cho con hỏi là cái bánh canh với lại bún cá này là hồi trước là cô bán đầu tiên hay là ai ạ? Cô là người bán đầu tiên. Dạ. Là ai cô tự học hay là ba mẹ dạy cho cô? Ở nhà hồi xưa thì cô nhà ba mẹ thì bán cá. Dạ. Nhà ba mẹ thì bán cá, sau này cô đi làm dâu, người chồng miền Trung á. Dạ. Có người nhà chồng hay ăn những món ăn mà ngon đó, rồi mình cũng bắt chước theo. Dạ. Thấy cái mùi vị của nó rất là khác hơn ở Nha Trang mình. Dạ. Cho nên là từ đó cô thấy là được, từ đầu cô mới gánh tương lai là gánh bánh canh. Dạ. Ra chợ Xuân Mới. Dạ. Ra gánh bánh canh ra chợ Xuân Mới cho bán cho đến bây giờ. Dạ. Tại vì cái khẩu vị của người đó là vừa bán cho người miền Nam, miền Trung cũng ăn được. Dạ. Bắc cũng ăn được. Dạ. Cũng cao. Rất là vui. Đang mua bánh pate xô mang về các bạn. Bánh rất là ngon, rất là được nhiều khách hàng ưa chuộng.